Chính phủ vừa ban hành nghị định thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ Bảo tồn Di sản Huế và giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý. Trong vụ cả năm nay, dù sản lượng tăng cao trong đầu vụ nhưng đến cuối năm giảm mạnh đã góp phần đem lại hiệu quả khai thác cho ngư dân. Vào cao điểm mùa mưa bão, công tác tuần tra đường thủy càng được lực lượng chức năng của tỉnh chú trọng, kịp thời ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của người dân. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi Huế Ngày Mới. Quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính trong chương trình sáng nay thứ Bảy ngày 22 tháng 10 và bây giờ là những thông tin chi tiết. Sáng qua, Tổng Công ty Cổ phần Hợp lực tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động công trình tâm linh hỏa táng Phúc Lạc Viên, Đài Hòa Thân, Hoàng Vũ Huế. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương. Phúc Lạc Viên, Đài Hỏa Thân Hoàng Vũ Huế được xây dựng tại nghĩa trang nhân dân phía Nam Mới, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, cách trung tâm thành phố Huế 17 km, có quy mô hơn 2,3 ha. Tổng mức đầu tư của công trình là 128 tỷ đồng, lắp đặt 2 lò hỏa táng và định hướng lắp đặt được 6 lò khi có nhu cầu. Công nghệ hỏa táng được sử dụng lò hỏa táng mang thương hiệu Tabo Thủy Điển, trực tiếp do nhà sản xuất và kỹ sư của Tổng Công ty Cổ phần Hợp lực phối hợp lắp đặt vận hành. Lò hỏa táng Tabo sử dụng công nghệ đốt nhiên liệu ga, nhiệt độ đốt nóng trên 1.000 độ C, đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường không khói, không mùi, không bụi, không khí độc và đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền chứng nhận. Khu hỏa táng được thiết kế từ một công trình văn hóa tâm linh với những hạng mục chính bao gồm khu tổ chức tang lễ, khu lò hỏa táng, đền trình thần linh, nhà điều hành, khu tượng Phật tâm linh, phòng chờ, phòng lành bảo quản thi hài và cả công trình phụ trợ khác. Đây là một trong 7 dự án thuộc chuỗi hệ thống các trung tâm hỏa táng, khu nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng mang thương hiệu Phúc Lạc Viên đã và đang triển khai tại khu vực miền Trung. Ngoài hỏa táng và công viên nghĩa trang, doanh nghiệp còn phục vụ các dịch vụ liên quan đến tang lễ, mang đến giải pháp về không gian tổ chức và quy trình tang lễ khép kín, giảm áp lực tang sự của mỗi gia đình. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, hiện nay mai táng theo hình thức hỏa táng được xem là một hình thức văn minh hiện đại, giúp hạn chế ô nhiễm môi trường, được các nước trên thế giới và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước áp dụng từ lâu. Hình thức này góp phần tiết kiệm quỹ đất, chi phí, giảm áp lực quá tải cho phát triển đô thị gây ra bởi sự hình thành các nghĩa địa chôn cất tư pháp. Sự kiện khánh thành Phúc Lạc Viên, Đài Hỏa Thân Hoàng Vũ Huế là cột mốc quan trọng trong việc hình thành thiết chế hỏa táng hiện đại đầu tiên do tư nhân đầu tư trên địa bàn tỉnh. Công trình được xây dựng khang trang, cảnh quan đẹp và đầu tư nhiều công nghệ hiện đại. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã tặng bằng khen cho Tổng Công ty Cổ phần Hợp lực đã có thành tích trong đầu tư và đẩy nhanh thực hiện, đưa dự án đi vào hoạt động. Sáng qua, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh năm 2022 với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị về công tác đảm bảo an toàn bức xạ. Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, trưởng ban tổ chức diễn tập. Về Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Diễn tập với tình huống giả định là một xe bán tải vận chuyển một nguồn phóng xạ qua địa bàn thành phố Huế. Trên xe có người lái và nhân viên áp tải nguồn phóng xạ. Khi đang lưu thông, xe vận chuyển nguồn phóng xạ va chạm mạnh với xe tải đi ngược chiều. Sự cố khiến hai người trên xe chở phóng xạ bị ngất và kẹt trong xe. Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, các lực lượng gồm công an phường, cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, y tế, các cán bộ sở khoa học công nghệ và ban chỉ huy phòng chống sự cố lập tức thực hiện các quy trình để khoanh vùng, hỗ trợ nạn nhân cũng như triển khai các biện pháp chuyên môn để ngăn không để người dân đến gần nguồn phóng xạ. Cuộc diễn tập diễn ra bài bản với sự tham gia của hơn 70 người cùng các thiết bị chuyên dụng như thiết bị đo nhận diện đơn vị phóng xạ, thiết bị thu gom nguồn phóng xạ, các thiết bị bảo hộ. Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, trong thời đại ngày nay, với sự phát triển kinh tế, việc ứng dụng bức xạ và hạt nhân vào sản xuất là điều tất yếu. Tuy nhiên, những rủi ro tác động của nó một khi có sự cố cũng rất lớn. Thừa Thiên Huế là cửa ngõ giao thông quan trọng về đường bộ, đường thủy, đường hàng không, nên chắc chắn sẽ có nhiều nguồn phóng xạ được trung chuyển qua địa bàn. Vì vậy, việc diễn tập là cơ hội để các cơ quan chuyên môn ra soát, xây dựng quy trình phối hợp chặt chẽ trong việc khắc phục các sự cố khi có tình huống về bức xạ và hạt nhân diễn ra trên địa bàn.
Được biết, đây là lần thứ 3 tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố về bức xạ và hạt nhân và là lần thứ 2 tổ chức diễn tập toàn lực lượng kể từ năm 2017. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2022/NĐ-CP về việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ Bảo tồn Di sản Huế. Theo đó, Quỹ Bảo tồn Di sản Huế là quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý, nhằm huy động nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình hạng mục chưa được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí chưa đủ. Quỹ Bảo tồn Di sản Huế hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ Bảo tồn Di sản Huế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi đối với nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước và mở tài khoản tiền gửi đối với nguồn vốn của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Quỹ Bảo tồn Di sản Huế có 6 nhiệm vụ chính, gồm tiếp nhận quản lý, sử dụng các nguồn tài chính, tài trợ cho các dự án, đầu tư cho trùng tu bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình hạng mục chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ. Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán và cả quy định của pháp luật liên quan, chấp hành việc thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công bố công khai về quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ Bảo tồn Di sản Huế, báo cáo tình hình thực hiện quỹ. Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ là đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch và các thành viên còn lại là lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định. Nguồn tài chính của quỹ gồm nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, không bao gồm ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế, nguồn đóng góp viện trợ và tài trợ từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm từ nguyện hoặc tài trợ có mục đích, nguồn lãi từ tài khoản tiền gửi nếu có, nguồn tồn dư quỹ hàng năm, các nguồn hợp pháp khác nếu có. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 1261 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Theo đó, phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh với 6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố với khoảng 4.947 km². Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cổ đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường và thông minh. Năm 2030 là một trong những trung tâm lớn đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc, đảng bộ chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao. Đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á. Nhiệm vụ quy hoạch còn yêu cầu cần phân tích bối cảnh phát triển của Thừa Thiên Huế trong mối liên hệ vùng Đông Nam Á, hành lang Đông Tây, mối quan hệ với các đô thị lân cận, ra soát đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch vùng tỉnh Thừa Thiên Huế, quy hoạch chung thành phố Huế, các quy hoạch và dự án đầu tư để xác định những vấn đề tồn tại bất cập cần điều chỉnh trong giai đoạn mới, nghiên cứu các chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc hình thành và phát triển đô thị Thừa Thiên Huế theo định hướng đô thị trực thuộc Trung ương với các tiêu chí đặc thù, ra soát định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai thực hiện để dự báo các nhu cầu, cơ hội phát triển trong giai đoạn mới của tỉnh, hài hòa với yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên trên địa bàn. Bên cạnh đó, nghiên cứu mô hình phát triển, cấu trúc không gian, phân bổ hệ thống đô thị gắn với tổ chức đơn vị hành chính của thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở kế thừa các đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung thành phố Huế. Tổ chức không gian cho các chức năng mang tính đặc thù của Thừa Thiên Huế như trung tâm về văn hóa du lịch và y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á, trung tâm về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của cả nước, khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, các khu vực bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đầm phá ven biển. Chiều qua, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Đại học Huế tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp xây dựng triển khai các chương trình kế hoạch hoạt động để góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ dữ liệu và hệ thống thông minh, năng lượng và môi trường bền vững, đồng thời phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, thu hút vốn đầu tư.
Thông qua cả hoạt động này, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Đại học Huế cũng sẽ được hoàn thiện hơn, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học công nghệ và mô hình kinh doanh quản lý sáng tạo. Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh về những đổi mới trong mô hình quản trị và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Đại học Huế. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Phương kỳ vọng việc hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ hoàn thiện và thúc đẩy những đổi mới trong hoạt động giảng dạy, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ để đạt được sự tối ưu trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, thúc đẩy phát triển con người, khoa học, sản phẩm để đưa vào cuộc sống. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức nghiệm thu dự án xây dựng mô hình trong thử nghiệm giống bơ bút bảy tại vùng Gò Đồi, tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu phát triển mô hình thâm canh bơ bút bảy nhằm phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng một số vùng Gò Đồi, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Huế chủ trì thực hiện. Dự án triển khai thực hiện từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020 tại các huyện thị xã vùng Gò Đồi. Theo quy trình thâm canh bơ bút bảy của Viện Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên để bước đầu làm cơ sở xây dựng mô hình trồng mới bơ bút bảy tại Thừa Thiên Huế. Quy trình được thực hiện trên hai thời kỳ, gồm thời kỳ kiến thiết cơ bản và thời kỳ kinh doanh. Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bơ áp dụng cho 3 mô hình thử nghiệm tại 3 xã Phú Sơn, Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc với quy mô 1 hecta trên một địa điểm. Dự án còn tiếp nhận chuyển giao được quy trình trồng và chăm sóc cây bơ bút bảy. Sau 3 năm trồng thử nghiệm, cây bơ bút bảy sinh trưởng phát triển tốt, các chỉ tiêu sinh trưởng của bơ bút bảy tại tỉnh Thừa Thiên Huế tương đương với sinh trưởng của bơ bút bảy trồng tại Đắk Lắk, Tây Nguyên. Sau 30 tháng trồng, cây bơ đã ra hoa, chưa đậu quả, nhưng ước tính hiệu quả kinh tế của cây bơ trồng thử nghiệm tại tỉnh Thừa Thiên Huế cho năng suất tối thiểu 1 hecta và doanh thu từ năm thứ tư đến năm thứ 10 năm trồng ước đạt 11,9 tấn 1 hecta. Tổng doanh thu là 1 tỷ đồng 1 hecta bơ sau 10 năm trồng 1 hecta. Trong đó, bình quân lãi ròng là 50,87 triệu đồng một năm. Thưa quý vị và các bạn, với khoảng thời gian kéo dài từ tháng 2 đến tháng 10, vụ cả năm là vụ chính trong năm, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của lĩnh vực đánh bắt thủy hải sản của địa phương. So với những tháng đầu năm, thời gian gần đây, giá xăng dầu liên tiếp được điều chỉnh giảm. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng nghề cá ngày càng được hoàn thiện, giúp bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh yên tâm vươn khơi bám biển, nâng cao sản lượng và chất lượng khai thác thủy hải sản vụ cả năm. Chuyến biển đầu tiên trở về sau cơn bão Noru, ghi nhận tại nhiều cảng cá của tỉnh như Tư Hiền, huyện Phú Lộc, Phú Hải, huyện Phú Vang hay Thuận An, thành phố Huế. Nhiều ngư dân đã đánh bắt trúng những mẻ cá lớn. Cá đánh bắt được cuối vụ năm chủ yếu là cá băng hang thủy sản đang được giá như cá nục, cá hố, cá bạc má. Cộng với việc giá xăng dầu giảm đáng kể so với giai đoạn đầu năm giúp tiết kiệm chi phí chuyển biển, thu nhập của bà con ngư dân vì thế cũng được tăng thêm từ 3 đến 5 triệu đồng một người. Cho con về năm nay thì nói chung lại cả nục đó, thì làm được mua. So lại về các năm thì năm nay thì làm có ăn hơn mấy năm và đạt hơn. Đặc biệt ở đây là những tàu đánh bắt xa bờ. Thì năm nay, vụ năm này thì bà con cũng rất thuận lợi đối với các cái chỉ tiêu của xã, cũng giống như của huyện đề ra. Thì đây là những cái sản lượng mà năm đầu tiên bà con cũng có những cái khởi sắc mới và đạt những cái chỉ tiêu của trên đề ra. Những tín hiệu khởi sắc từ nghề cá giai đoạn cuối năm đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó phần lớn đến từ sự đầu tư đồng bộ các cơ sở hạ tầng nghề cá, tạo điều kiện cho bà con yên tâm vươn khơi bám biển dài ngày. Cụ thể, các dự án cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trụ bão, dự án nâng cấp khu neo đậu tránh trụ bão Phú Hải, dự án cảng cá Tư Hiền kết hợp với khu neo đậu tránh trụ bão với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Sau khi cơ bản hoàn thiện và đưa vào hoạt động, đã góp phần tiết kiệm chi phí mỗi chuyến biển, tạo động lực phát triển mới đối với hoạt động đánh bắt xa bờ của địa phương. Lâu giờ thì cái vấn đề mà khai thác biển xa, thì sau khi mà khai thác xong thì một số tàu thuyền là cũng phải đi vào các cái cảng khác như ở Thọ Quang chẳng hạn, và một số cái đội dịch vụ hậu cần là mua trên biển, thì bà con thì cũng thuận lợi, tuy nhiên hàng cũng không được chủ động. Hiện nay thì các cái khu neo đậu và cái cảng cá ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã được đầu tư một cách bài bản và hoàn chỉnh, thì giúp đỡ rất là nhiều cho bà con, là rất là chủ động, và khi mà khai thác xong thì vào nơi có cái việc thu mua một cách là bài bản và kịp thời, thì bà con cũng thuận lợi hơn trong việc mà khai thác.
Vụ cá Nam năm 2022, toàn tỉnh đặt mục tiêu khai thác đạt sản lượng 30.000 tấn hải sản các loại. Đến thời điểm hiện nay, dù hầu hết các địa phương có nghề khai thác xa bờ đều đã đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, tận dụng thời điểm ngư trường chưa có nhiều biển động, nhiều chủ tàu vẫn tiếp tục duy trì bám biển để gội đầu mùa vụ mới. Điều này sẽ góp phần tạo công ăn việc làm thường xuyên cho các ngư dân, cải thiện đời sống sinh kế, cũng như đẩy nhanh quá trình trả nợ đối với các chủ tàu vay nợ theo Nghị định 67. Khi mà bị gián đoạn, bị nằm bờ thì các cái bạn thuyền là bỏ đi làm ăn nơi khác. Nhưng rất là khó khăn cho các chủ thuyền khi mà hoạt động trở lại. Thì nếu như mà bây giờ chứ xăng dầu hạ, các cái thuyền là tiếp tục vấn đề khai thác thì tạo cái duy trì cái hoạt động đến này thì rất là tốt cho bà con. Thứ hai nữa thì cái đội tàu là thực ra là cũng trên cơ sở là đóng theo cái chính sách 67 nên thì cái vay vốn ngân hàng cũng nhiều. Thì đây là cái điều kiện để cho bà con là có cái điều kiện để mà trả nợ sớm cái ngân hàng và tạo cái công ăn việc làm thường xuyên. Vụ cá Nam 2022 dự kiến kết thúc vào cuối tháng 10 để bước vào giai đoạn nghỉ đông chuẩn bị cho vụ cá Bắc từ cuối năm đến đầu năm sau. Thời gian tới, về phía các ngành địa phương và cơ quan quản lý, việc ưu tiên cải tiến, phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá hơn lúc nào hết cần phải được đặt lên hàng đầu để từng bước hiện đại hóa, bền vững hóa nghề khai thác xa bờ, nhất là trong bối cảnh ngành thủy sản cả nước đang nỗ lực thực hiện các giải pháp gỡ thẻ vàng IUU của EC. Được thực hiện một cách thường xuyên vào tất cả thời điểm trong năm, tuy nhiên vào cao điểm mùa mưa bão như hiện nay, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế càng chú trọng đến việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời nhắc nhở các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách đường thủy. Nhiều năm qua, tai nạn đường thủy ít xảy ra, tuy nhiên nguy cơ vẫn luôn thường trực, ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Một buổi tuần tra của Tổ Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Công an thành phố Huế. Ngoài kiểm tra các điều kiện lưu hành đường thủy, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Huế kết hợp tuyên truyền nhắc nhở các chủ thuyền chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông đường thủy. Đề nghị bà con là cố gắng là nhất là chuẩn bị các trang thiết bị dụng cụ phụ đảm cứu sinh để phục vụ cái công tác là phương tiện. Thứ hai là chuẩn bị các cái dụng cụ là phao neo cho chống để phục vụ khi có là mưa lụt xảy ra thì mình sẽ là chủ động để là neo đậu các phương tiện trên neo toàn. Khi mà có lệnh của là các cơ quan chức năng, đặc biệt thì các lực lượng khi mà vẫn là thông báo thì bà con cũng là đến đưa các phương tiện đến những nơi neo đậu an toàn. Hiện thành phố có gần 130 chiếc thuyền sông đôi và đơn hoạt động chở khách du lịch trên sông Hương và các tuyến sông chảy qua địa bàn. Mặc dù đang trong mùa mưa bão, nhưng hoạt động du lịch, viếng thăm các danh lam thắng cảnh dọc tuyến sông Hương vẫn khá phổ biến, thu hút nhiều khách du lịch tham gia. Để đảm bảo an toàn, công tác kiểm tra kiểm soát tại các bến khách, địa điểm du lịch trên sông Hương cũng được thực hiện thường xuyên để kịp thời nhắc nhở, xử lý các lỗi vi phạm. Ban quản lý bến là thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện nhằm như là bằng lái, các cái chứng chỉ chuyên môn, các cái điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi là thuyền xuất bến, là phân công nhân viên để sắp xếp cái phương tiện đầu độ đảm bảo an toàn đúng nơi quy định. Cùng với sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, các chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường thủy cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật giao thông đường thủy nội địa, chủ động trong công tác chuẩn bị, đảm bảo các yếu tố an toàn khi tham gia lưu thông chính là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Cái thuyền du lịch em khi nào cũng sẵn sàng cả, vào mùa mưa bão sẵn sàng phao neo, những cái giấy. Rồi năm nào chuẩn bị cho khách xuống thì mặc áo pháo đó, mình sẽ chuẩn bị cho khách cả. Trong các phương tiện là chuẩn bị đầy đủ hết, trong là các tàu thuyền là neo giao chống là đầy đủ, rồi các cơ quan là năng là dắt giờ là để mua mưa bão là tận để vô nấp chỗ là an toàn. Với sự quyết liệt của lực lượng chức năng, từ đầu mùa mưa đến nay, nhìn chung tình hình an toàn giao thông đường thủy nội địa trên sông Hương và các nhánh sông lưu vực được thực hiện khá tốt và có nhiều cải thiện hơn so với trước. Tuy nhiên, một vấn đề cũng cần lưu ý là hiện trên sông Hương có nhiều thuyền rồng đang trong tình trạng xuống cấp và sắp hết niên hạn sử dụng, kéo theo nguy cơ mất an toàn khi lưu thông.
Vì vậy, thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế cần có giải pháp, phương án hỗ trợ các chủ phương tiện đóng mới, thay thế phương tiện, đồng thời chủ trọng công tác kiểm tra, chấn chỉnh những phương tiện vi phạm trong quá trình hoạt động, thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông để nâng cao chất lượng phục vụ du khách bằng phương tiện đường thủy. Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành xuất bản in và phát hành sách, tại thành phố Huế, Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức hội nghị công tác viên nhà xuất bản Công an Nhân dân năm 2022. Trải qua 41 năm xây dựng và trưởng thành, nhà xuất bản Công an Nhân dân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong quần chúng nhân dân nói chung và trong Công an Nhân dân nói riêng, nâng cao nhận thức về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, góp phần tổng kết tri thức, kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo nhà xuất bản Công an Nhân dân bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến đội ngũ công tác viên đã đồng hành công tác hiệu quả trong nhiều năm qua, đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp công tác nhiều hơn nữa trong các hoạt động báo chí xuất bản của đơn vị, đặc biệt là trong phối hợp thực hiện hiệu quả thông tư của Bộ Công an về quản lý hoạt động báo chí xuất bản trong Công an Nhân dân để nhà xuất bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sáng qua, Ban Quản lý chợ Đông Ba phối hợp với Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức buổi truyền cảm hứng người bán hàng hạnh phúc cho nữ tiểu thương chợ Đông Ba. Hơn 100 nữ tiểu thương chợ Đông Ba tham gia chương trình được chuyên gia về đào tạo, cổ vấn, đầu tư khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Finner Group truyền cảm hứng người bán hàng hạnh phúc. Qua đó giúp chị em tiểu thương yêu thích gắn bó với công việc của mình hơn, đồng thời khai mở tư duy bán hàng là người phục vụ khách hàng, trao đổi thảo luận về cân bằng cuộc sống và kinh doanh, tìm được niềm vui hạnh phúc, tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong công việc. Trong khuôn khổ cả hoạt động của chương trình này, chị em tiểu thương còn được tham gia các buổi tập huấn nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng, gia tăng doanh thu với nghệ thuật trưng bày hàng hóa, xây dựng mô hình kinh doanh bền vững, cách quản lý tài chính và cơ cấu chi phí của mặt hàng, cách phát triển kênh kinh doanh, nâng cao vị thế phong cách bán hàng của nữ tiểu thương, góp phần giúp chợ Đông Ba ngày càng phát triển, trở thành điểm đến mang đặc trưng văn hóa của cố đô. Thông điệp hãy chung tay bảo tồn và phát triển giá trị thiên nhiên với bản sắc văn hóa dân tộc đã được truyền đi và lan tỏa trong đêm văn nghệ truyền thông về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2022 do Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp huyện Đoàn Nam Đông tổ chức tại xã Hương Hữu. Chi trả dịch vụ môi trường rừng là chính sách liên quan đến nhiều đối tượng trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, được các cấp chính quyền, cơ quan đồng tình ủng hộ và thực hiện, nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia. Do đó, chính sách sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và gia tăng các giá trị rừng. Trong đêm văn nghệ, những vở kịch và các tiết mục đặc sắc do đoàn viên thanh niên đến từ các xã Hương Sơn, Hương Hữu, Thượng Long, Thượng Quảng, Giang Dừng đã biểu diễn, lồng ghép, giới thiệu những tài nguyên thiên nhiên phong phú gắn liền với văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu nơi đây, thể hiện sự gắn bó của đồng bào với núi rừng, sự thích nghi với môi trường, tạo nên nét đặc trưng riêng có của người Cơ Tu Nam Đông. Những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cũng sẽ khép lại chương trình sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tất cả chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng của rìa tây nam khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ngày hôm nay có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Vùng đồng bằng đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động ở mức từ 23 đến 25 độ, thấp nhất từ 19 đến 20 độ, độ ẩm phổ biến ở mức 90 đến 95%. Thời tiết biển có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m.